án tử hình bà Trương Mỹ Lan Thế giới nín thở sau khi Iran tuyên bố trừng phạt Israel Con số ấn tượng 10 tỷ Xin kính chào quý vị và các bạn Vừa rồi là những tin chính sẽ có trong bản tin ngày hôm nay Mời quý vị cùng đến với tiêu điểm tuần của báo tiềm Phong Mở đầu bản tin là phần tin vắn trong tuần đáng chú ý. Thưa quý vị, tuần qua cơ quan cảnh sát điều tra công an quận 1 thành phố Hồ Chí Minh đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Phạm Huỳnh Nhật Vi 21 tuổi quê Tiền Giang về tội sử dụng người dưới 16 tuổi và mục đích khiêu dâm. Về khung hình phạt, mức phạt cơ bản của tội danh trên là 6 tháng tới 3 năm tù. Nếu cơ quan chức năng xác định vi thực hiện hành vi với cả hai bé gái, nghi phạm có thể bị áp dụng tình tiết Định khung phạm tội đối với hai người trở lên theo khoản 2 điều 147 Bộ luật hình sự Khung hình phạt áp dụng là từ 3 đến 7 năm tù. Theo luật sư Dương Đức Thắng đoàn luật sư thành phố Hà Nội, Trường hợp này cần thiết phải bóc tách hành động của Vi thành hai diễn biến hành vi cụ thể, đó là bắt cấp trẻ em và quay clip khiêu dâm. Trường hợp cho thấy hai bé bị đưa đi là hậu quả của việc sử dụng bạo lực, đe dọa hoặc dùng thủ đoạn khác của Vi, có cơ sở để xem xét thêm trách nhiệm hình sự đối với nghi phạm về tội chiếm đoạt người dưới 16 tuổi. Với tình tiết định khung phạm tội đối với hai người trở lên, mức án có thể đề xuất là từ 5 đến 10 năm tù, căn cứ khoản 2 điều 153 Bộ luật hình sự 2015. Vị kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã bác lý lẽ của luật sư bảo chữa cho rằng bị cáo Đỗ Hữu Ca bị đề nghị mức án từ 10 đến 11 năm là quá nặng. Đồng thời khẳng định đề nghị của luật sư cho bị cáo Đỗ Hữu Ca hưởng án treo là không có căn cứ. Luật sư cho rằng tội danh của thân chủ mình chưa đến mức cần cách ly khỏi xã hội. Sau khi nhận 35 tỷ từ vợ chồng Trương Xuân Đức nhưng chỉ để ở trong nhà không chi tiêu cá nhân và chưa tác động đến cơ quan đơn vị nào để xin chạy tội cho bị cáo Đức. Tuy nhiên, theo đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân, lý do hành vi của bị cáo Đỗ Hữu Ca là đặc biệt nguy hiểm tới xã hội. Bị cáo cũng đã đồng ý với những tình tiết trong bản cáo trạng. Bốn lần nhận tiền từ vợ chồng Trương Xuân Đức thể hiện việc chấp nhận chạy tội cho Đức. Đối với đề nghị của luật sư bào chữa cho rằng bị cáo Đỗ Hữu Ca bị phạt tù nhưng hưởng án treo là không có căn cứ, chấp nhận vì khung hình phạt đối với bị cáo ca là từ 12 đến 20 năm tù. Thưa quý vị và các bạn, trong vụ án thao túng thị trường chứng khoán xảy ra tại công ty cổ phần tập đoàn FLC, cơ quan chức năng đã xem xét hành vi có dấu hiệu chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước của Trịnh Thị Minh Huế, em gái ông Trịnh Văn Quyết và các đối tượng liên quan quá trình trích xuất dữ liệu lưu trữ của email có địa chỉ huế tm flc vn cơ quan chức năng tìm thấy một hình ảnh là công văn của cơ quan thanh tra giám sát ngân hàng được đóng dấu tối mật Cơ quan điều tra đã phát hiện tại thời điểm ngày 10 tháng 6 năm 2020, email trên có hình ảnh công văn số 640 tt TTKSNH1 ngày 2 tháng 6 năm 2020 của Cơ quan Thanh tra Giám sát Ngân hàng Nhà nước Việt Nam gửi Tổng Giám đốc các tổ chức tín dụng chi nhánh ngân hàng nước ngoài. Nội dung về việc đề nghị cung cấp thông tin doanh nghiệp kèm theo danh sách 6 doanh nghiệp và 5 cá nhân đại diện pháp luật. Phía trên bên trái công văn được đóng dấu tối mật. Ngày 12 tháng 9 năm 2023, Cục An ninh Chính trị Nội bộ Bộ Công an đã ban hành kết luận giám định số 7049 kết luận mẫu giám định không phải là tài liệu bí mật nhà nước tại thời điểm ban hành. Vì vậy, cáo trạng cho biết hành vi của Trịnh Thị Minh Huế không đủ yếu tố cấu thành tội chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước. Trao đổi về vấn đề giá vé máy bay đang tăng cao và vai trò nhạc trưởng quản lý nhà nước để giải quyết bài toán này, ông Phạm Văn Thủy, Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam cho biết, giá vé máy bay đang là vấn đề rất đau đầu, chúng tôi chia sẻ với doanh nghiệp kinh doanh du lịch lữ hành. Nhiều điểm đến du lịch kêu thiếu đường bay, nhưng rõ ràng phải có khách nhất định mới có thể mở thêm đường bay, thêm số chuyến bay. Giá vé máy bay tăng cao, ảnh hưởng trực tiếp đến điểm đến xa, Lãnh đạo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam cho rằng đây là cơ hội để phát triển vận tải đường bộ, đường sắt để giảm tải hàng không trong bối cảnh mùa cao điểm du lịch. Nga, Đức và Anh vừa kêu gọi các quốc gia ở Trung Đông kiềm chế, còn Israel cho biết đang chuẩn bị đối phó mọi tình huống an ninh khi khu vực đang nín thở sau lời đe dọa của Iran. Hãng hàng không Lufthansa của Đức, một trong hai hãng hàng không phương Tây còn lại, vẫn có chuyến bay đến Tehran, vừa gia hạn quyết định dừng bay đến thủ đô Iran và cảnh báo không đến Trung Đông. Iran thì sẽ trả thù vụ không kích ngày 1 tháng 4 vào khu đại sứ quán của nước này ở Damascus, khiến một tướng lĩnh cấp cao và sáu sĩ quan quân đội khác của Iran thiệt mạng. Vụ tấn công làm leo thang tình hình ở khu vực vốn đã căng thẳng vì xung đột ở giải Gaza. Thưa quý vị, theo định giá của chuyên trang chuyển nhượng Transfermark, giá trị đội hình của U23 Việt Nam chỉ là 2,43 triệu euro, bằng một nửa so với U23 Indonesia. Ở giải U23 châu Á, giá trị đội hình của U23 Việt Nam chỉ xếp trên 3 đội là U23 Thái Lan, U23 Malaysia và U23 Jordan. Trong khi đó, U23 Thái Lan sở hữu giá trị đội hình thấp vì không triệu tập được những ngôi sao tốt nhất chỉ là 2,03 triệu euro. Họ chỉ nhìn hơn U23 Malaysia 1,98 triệu euro và U23 Jordan 1,15 triệu euro. Trên toàn giải đấu, U23 Nhật Bản là đội bóng có giá trị đội hình cao nhất với 12,6 triệu euro. Sau đây mời quý vị cùng đến với câu chuyện tuần của bản tin ngày hôm nay. Thưa quý vị, sau hơn một tháng xét xử và nghị án, ngày 11 tháng 4, Hội đồng xét xử phiên tòa sơ thẩm của Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh xét xử vụ bà Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và 85 bị cáo khác trong vụ sai phạm xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn SCB và các đơn vị liên quan đã tiến hành tuyên án. Bản án tuyên phạt tử hình bà Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát về tội tham mô tài sản, 20 năm tù về tội vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng và 20 năm tù về tội đưa hối lộ. Tổng hợp hình phạt chung là tử hình. Theo hội đồng xét xử, qua hồ sơ, chứng cứ và diễn biến phiên tòa, đủ căn cứ xác định bị cáo Trương Mỹ Lan phạm vào các tội danh như cáo trạng truy tố, Hành vi phạm tội của bị cáo Trương Mỹ Lan và đồng phạm gây ra là đặc biệt nghiêm trọng, gây thiệt hại đặc biệt lớn cho SCB, là nguyên nhân SCB rơi vào tình trạng mất thanh khoản, gây hoang mang trong người dân, xói mòn niềm tin của nhân dân. Ngoài mức án trên, tòa buộc bị cáo Trương Mỹ Lan phải bồi hoàn cho SCB số tiền là 673,849 tỷ đồng. Ngoài ra, bị cáo Trương Mỹ Lan phải chịu gần 674 tỷ đồng án phí dân sự sơ thẩm. Vụ án có số án phí được xem là khủng nhất trong lịch sử tố tụng nước ta Theo điểm E, mục 1.3, danh mục A ban hành kèm theo nghị quyết 326 Đối với những tranh chấp dân sự có số tiền trên 4 tỷ đồng Thì công thức tính sẽ bằng 112 triệu đồng cộng 0,1% của phần giá trị tài sản tranh chấp vượt 4 tỷ đồng Từ quy định trên, bị cáo Trường Mỹ Lan phải có nghĩa vụ nộp gần 674 tỷ đồng án phí dân sự sơ thẩm Thưa quý vị, tuần qua, người dân ở Phú Yên truyền tay nhau tin đồn một người đàn ông 60 tuổi ở địa phương này trúng kỳ nam trên rừng đèo cả bán được 10 tỷ đồng. Hay tin cả trăm người đàn ông cầm các vật dụng như cuốc sẻng, xà beng lên núi đèo cả để tìm cơ hội đổi đời. Tại đây, nhóm người hát say đào bới nhưng nhiều ngày trôi qua vẫn chưa tìm thấy kỳ nam. Và 10 tỷ cũng là con số ấn tượng của bản tin ngày hôm nay. Sáng ngày 10 tháng 4 trao đổi với phóng viên dân trí, ông TVH 60 tuổi, quê thị xã Đông Hòa, tỉnh Phú Yên, người bị vướng vào tin đồn Trúng Kỳ Nam bán được 10 tỷ đồng, đã phủ nhận thông tin gia đình ông chúng Kỳ Nam bán được tiền tỷ. Việc người dân ổ ạt đi tìm Kỳ Nam sẽ gây mất an ninh trật tự tại khu vực rừng đặc dụng đèo cả, tiềm ẩn các nguy cơ phá rừng, cháy rừng. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Phú Yên đã có công văn yêu cầu lực lượng kiểm lâm phối hợp với chính quyền địa phương tăng cường công tác tuyên truyền, kiểm tra ngăn chặn, xử lý nghiêm việc người dân vào rừng chặt phá, đào bới tìm kỳ, trầm trái phép trong khu vực rừng đặc dụng đèo cả. Thưa quý vị, hàng triệu người xem trên khắp Mexico và Bắc Mỹ vừa chứng kiến nhật thực toàn phần lịch sử trăm năm có một. Và những hình ảnh đẹp nhất của hiện tượng thiên nhiên kỳ thú này cũng sẽ khép lại bản tin của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại! Nhờ thuật toàn phần đã tạo nên bóng tối khổng lồ giữa ban ngày trên khắp Bắc Mỹ và trưa ngày 8 tháng 4 theo giờ địa phương, tức sáng sớm ngày 9 tháng 4 theo giờ Việt Nam, với đường đi của nó rộng 185 km, dài 16.000 km trên khắp Bắc Mỹ. Trong lần nhật thực này, bắt đầu từ Mexico, nhật thực di chuyển qua 15 bang của Mỹ và 44 triệu người có thể nhìn thấy. Phải chờ tới ngày 30 tháng 3 năm 2023, nhật thực toàn phần tiếp theo mới diễn ra ở Bắc Mỹ lần nữa, tuy nhiên chỉ một phần của Alaska mới nhìn thấy nhật thực toàn phần. Các kỳ nhật thực toàn phần tiếp theo ở Bắc Mỹ diễn ra vào năm 2044 và 2045, nhưng ở các khu vực khác nhau.